Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Bản Nọ, thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Và nơi đây thì nếu mà các bạn ở Nghĩa Lộ, mà khu vực gần Nghĩa Lộ thì chắc ở Yên Bái thôi, chắc chắn là nghe cái địa danh này rất là nổi tiếng. Đây là một cái địa điểm mà hot nhất của Nghĩa Lộ khi mà vào đầu hè đến khi mà đến hết mùa hè đến mùa thu các bạn ạ. Đây là người ta ví von đây là biển của Nghĩa Lộ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở tại đây ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết được một cái địa điểm rất là hấp dẫn khi mà đến Nghĩa Lộ vào mùa hè, và cũng bật mí một chút cho các bạn biết được một cái chương trình nhỏ nhỏ của vợ chồng A Tú. Hôm qua thì mình đã ghi hình là đi vào bản để đi tìm mua những cái sàn nhà sàn cổ của người Thái ấy, ở trong bản về làm cái chương trình một cái không gian nho nhỏ về nhà sàn, giới thiệu về ẩm thực và quảng bá về văn hóa của người đồng bào dân tộc Thái ở tại Nghĩa Lộ này. Thì giới thiệu các bạn, đây là cầu Bản Nọng. Này, mùa đông này mà các cháu tắm đông vui này cơ mà. Mùa hè, ấy ạ, ui ui. Đây là một cái con suối nước trong nhất ở Nghĩa Lộ. Và khi mà mùa hè thì cả một cái tràn này là thanh niên, gái bản, trai bản, rồi là các cháu tắm đông nghịt luôn. Đây là ấy nhá, đây là thủy điện người ta đắp tầm khoảng độ 30 phút đến 1 tiếng nữa thì nước nó về nhiều các bạn nhé. Đây, khu vực trên này, đi qua cầu này là sang Bản Nọ. Bản hoàn toàn người Thái, người ta sống ở ven suối kìa. Cảnh ở đây thì thanh bình, đẹp, mát lắm các bạn ạ. Và cái chương trình của mình làm cái chương trình về nhà sàn thì vợ chồng mình làm ở cái khu vực kia kìa. Đấy, một cái mảnh đất là bám vào view suối. Mình rất là tâm đắc và mãn nguyện, tại vì là từ cách đây cũng rất là nhiều năm rồi thì mình cũng mong muốn làm sao mà làm một cái gì đó để quảng bá cái nét văn hóa của người Thái. Ở đây thì đặc trưng là lên đây thì các bạn được lên Nghĩa Lộ ấy, thưởng thức ẩm thực cực kỳ ngon. Có thể nói là nếu mà đi khắp Tây Bắc thì các bạn cứ thưởng thức hết đi, xong về thưởng thức ẩm thực ở Nghĩa Lộ. Nó là một cái điểm nổi trội về ẩm thực và về văn hóa của người Thái ấy. Điểm du lịch thì nói chung ở trên Nghĩa Lộ này cũng có rất là nhiều, nhưng mà cái sự khai phá nó còn có vẻ nó còn hoang sơ, nó chưa được đầu tư cho lắm. Nên là mình muốn làm cái gì đó để mà quảng bá, giới thiệu cho du khách về cái nét văn hóa của người Thái. Hôm nay thì trời rét, không có cô em nào xinh tươi tắm ở đây nhỉ, toàn các thanh niên choi choi này. Đây là khu vực bãi tắm cầu Bản Nọng. Đấy, xuống tận nơi cho các bạn xem. Nhưng mà bây giờ là nước nó chưa to nhỉ. Mấy giờ nó xả ở khu nhỉ? 5-6 giờ à? Vâng. Mới lên nhảy à? Vâng. Đấy, lên thế nào? Nhảy thế nào? Máu thế mấy cái thằng cu này. Đây này, các bạn nhìn này. Nếu mà khi mà nước về nó tràn trắng hết cả cái gầm cầu này ấy. Đây gọi là cầu Bản Nọng, một cái nhịp cầu thiết kế phải nói là cực kỳ là giỏi, trải qua phải đến mấy chục năm rồi, lũ to thế nào thì không ảnh hưởng một tí gì các bạn ạ. Đấy, xem các em tắm vui chưa, buổi chiều tối ấy, thanh niên mới đông. Mùa hè thì các bạn ra đây tha hồ mà ngắm gái bản luôn, tắm ở đây nước nó trong và nó sạch lắm. Đây là suối ở Trống Trơ, làng Linh ra đấy. Chính xác cái suối đấy luôn đấy. Ở đây cách Trống Trơ chắc nó rơi vào khoảng độ, ui lạnh lắm. Chắc nó khoảng độ 10 mấy mấy mét nhỉ? À, tầm khoảng 10 cây thôi. Đây này, nước trong veo này. Cái này là thủy điện nó chưa xả nên là các cháu tắm nó vẫn đục ở dưới lên thôi, còn đây ra đây các bạn nhìn này, nước rất là lạnh. Nếu mà mùa hè ấy, nếu mà bạn nào chịu nhiệt giỏi lắm chứ cũng chỉ ngồi ở dưới cái suối này được khoảng độ 5 phút thôi, phải lên cái bờ này ngồi rồi. Rất là nhiều video của
mấy anh em ở trên này hay review về gái bản tắm biển Nghĩa Lộ đây này, tắm suối Nghĩa Lộ đây này. Thường thường Nghĩa Lộ có hai chỗ tắm nổi tiếng nhất ở đây là suối Bản Nỏng và thứ hai là suối nước nóng Bản Bon. Đấy, nhảy nào, mấy ở kia nhảy đi, xem nhảy được không. Nó có nước nhiều á, nó nhảy ác lắm ấy, mấy thằng này. Ấy này, ác chưa? Nhảy đi. A Tú. A Tú. Bà cháu hay xem Tú này. Bà cháu hay xem à? Vâng. Chỗ này còn rất là nhiều cá các bạn nhé. Mọi người cứ buổi sáng hay là buổi chiều là hay ấy lắm, hay ra đây đánh cá lắm. Nước trong sạch mát. Nếu mà khi mà xả nước thì nước nó ngập hết từ đây sang bên kia. Có phải một buổi chiều của mùa hè nó phải rơi vào khoảng độ 400-500 người ấy tắm ấy. Đấy, trên là xe ô tô. Cầu này cái mặt cầu nó cũng nhỏ. Đi được xe tầm khoảng 24 chỗ thôi. Xe khoảng 7-8 tấn. Mát cực kỳ luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên kia phía chỗ nhà A Tú làm các bạn nhé. Bật mí một chút cái ý tưởng xây dựng khu nhà sàn. Đấy, mấy thanh niên vẫn còn tắm rét quá lại lên nhóm lửa lại tắm tiếp. Đây là trên mặt cầu này. Cầu bê tông này lâu đời phết rồi đấy. Đấy, tổ dân phố Bản Nọ, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Đấy, bên này là bà con người ta phơi váy, phơi quần áo, giặt xong người ta phơi luôn tại đây. Phía bên phải kia là những dãy nhà sàn đấy, người Thái đấy. Đây là đường cổng vào này. À, đường vào bản, vào xóm. Đây. Có cái món gì đấy cô? Bèo à? Đây đằng trước này, nó là cái mặt bằng đẹp lắm ấy. Bà con kiểu hay lấy cát, lấy sỏi, lấy đá. Nó hơi mấp mô tí nhưng mà phía bên ngoài kia đây, đi ra ngoài này cho các bạn xem. Đây là khu vực khuôn viên nhà mình đây nhá. Đấy, cũng khá là rộng ấy. Xung quanh này là những cái nhà của người Thái bao bọc. Tí nữa chúng ta sẽ lên đây thì sẽ đi chi tiết hơn. Giờ đi xem ngắm suối thì đã. Bèo à cô? Bèo cho lợn á? Nãy không làm cát làm sỏi gì à? Đây này, khu này là cái khu chuyên dành cho gọi là thanh niên. Ở khu dưới kia là nông các bạn nhé, tắm nó chỉ đến ngực này. Hoặc là có chỗ giỏi lâu lâu có chỗ ngập đầu, nhưng mà chỗ này nó rơi vào khoảng độ 4 mét nước. Tí nữa nhé, tí nữa nếu mà thủy điện nó xả thì nó ngập nước lên tận chỗ chân mình như này. Chứ không phải là nước cạn cạn như này đâu. Cái này là thủy điện người ta đang đóng để mà chạy máy phát đấy. Đây, khu vực này là thanh niên tắm đông vui nhất là khu vực này. Từ cái tràn dưới này lên đây. Nếu mà bạn nào ở Nghĩa Lộ thì có thể bình luận lên đi. Khu vực này đây này, mấy thanh niên nó cứ trèo lên cái vách đá này, nó nhảy này. Cao phải đến khoảng 10 mét. Nhảy xuống dưới này. Nước sâu ở trong veo.
Mình thì cứ cũng thi thoảng vào đây tắm, đưa các con vào đây chơi tắm ở đây các bạn. Buổi chiều mà mùa hè, cứ từng gia đình chở cả nhà vào đây. Con cái thì để trên bờ, xong rồi bố mẹ tắm ở dưới, xong là nghịch cát, nghịch sỏi, nghịch đá cuội. Nước nó trong veo các bạn ạ. Đấy, chỗ này là tắm nhiều nhất là thanh niên. Bên dưới kia là các em nhỏ hơn, các em khoảng cấp 3, cấp 2, cấp 3. Còn trên này là các thanh niên và các lên cao nữa kia, suối lại càng đẹp. Càng lên cao kia lại càng kiểu đồi núi, nó rồi là nước nó chảy rất là mạnh. Bình thường nhìn bình thường không có nước này thôi, nhưng mà mấy lúc nữa xem nước to lắm. Đây khu vực nhà A Tú đây các bạn này, sàn A Tú đây. Đấy có những cây nhãn cổ, bên cạnh là nhà sàn của người Thái, bao bọc hết là nhà sàn người Thái. Khu đất này thì mình cũng mua của người bản địa trong này cũng lâu rồi các bạn ạ, không phải là mới này đâu. Tại vì là đất ở trong bản nó không phải là như ở ngoài phố. Nhưng ở đây nó cũng giáp với giáp với vẫn là đất thị xã các bạn ạ, nhưng mà giáp với trung tâm ấy. Sân vận động mà khi mà quay cho các bạn xem múa xòe là ở ngay đây này, ngay bên trên này. Đấy, từ nhà mình lên đây chắc khoảng độ gần một cây. Nó cũng là trung tâm đấy. Nhưng mà là đi sâu vào bản. Đi sâu vào bản làng. Đấy, đây là không gian mà mình gọi là rất là tâm đắc về về cái thiên nhiên các bạn ạ. Khu vực bắt đầu vào thì mình cho xây cái đá hộc này. Ở đây thì bà con hay nhặt bán để là xây móng ấy, bằng cái đá này. Cái này thì mai sau mình sẽ làm cổng các bạn nhé. Ở dưới này thì ý tưởng mình là mai sau sẽ khôi phục lại những cái nét văn hóa đặc trưng của người đồng bào dân tộc Thái ở đây. Đã bị mai một, là ý tưởng đầu tiên là mình làm cái khu vực hom tây với khu vực gọi là nhà sàn này, thì là mình muốn là giới thiệu về cái nét văn hóa của người Thái. Khi mà đến Mường Lò thì có một cái địa điểm nào đấy để mà du khách đến để trải nghiệm ẩm thực và trải nghiệm một số cái nét văn hóa ở tại đây. Ví dụ như là đợt vừa rồi mình đi vào trong miền Nam ấy, họ làm rất là hay, tận dụng những cái gì mà của đồng bào địa phương thôi, nhưng mà nó đã thu hút được cái dòng khách du lịch rất là lớn. Tại vì cái xu hướng bây giờ là người ta như vậy, đi du lịch là muốn trải nghiệm cái thực tế của địa phương đó, chứ không hẳn là người ta đi những cái chỗ nó quá là cao sang, gọi là xây dựng nó một cách nó nhân tạo quá. Đây cái khu vực suối này thì mình mai sau mình phục dựng lại cái cọn nước ấy. Ở đây thì mình nghe các cô các bà nói là ngày xưa cả một cái dãy này là cái cọn nước bằng tre các bạn. Người Tày với người Thái là hay làm cái cọn nước để mà lấy nước vào ruộng ấy, và lấy nước vào ao ấy. Thì hiện tại bây giờ là gần như là mai một hết. Thì mình muốn là mong muốn là mai sau mình sẽ làm khoảng 5-7 cái cọn nước lớn ở đây để mà lấy nước lên cái khu vực mình đang làm này. Và để cho du khách đến với Nghĩa Lộ thì hoặc là đến các bạn trẻ đến tắm đây thì có thể được trải nghiệm, có thể nhìn được cái cọn nước mà ngày xưa đã nó là đi vào văn hóa của người Thái với người Tày rồi, của những cái vùng gần nước rồi. Thì mình muốn lấy cái đấy là cái hình ảnh đầu tiên, là cái cọn nước. Thứ hai là cái nhà sàn mà mái lợp bằng mái ván ấy. Thì mình ở đây mình dựng những cái nhà sàn của người Thái các bạn nhé. Tại vì là đặc trưng mình đẩy cái nét văn hóa của người Thái là chính. Đây, đây là khuôn viên bên ngoài vào, bắt đầu vào sân. Đấy. Ở trên kia thì các chú đang làm nhà sàn cũ đấy. Mình cũng mua từ nhà sàn cũ, tận dụng những cái nếp nhà sàn cũ ở trong làng, trong bản ra thôi. Phía bên này đang cho anh em người ta cho xây gạch ba vanh, xong ốp đá vào các bạn. Không phải ốp mà là xây đá suối.
Đây. Mình rất thích những cái gì nó thiên nhiên. Cái này là mới xây các bạn. Nó tự nhiên. Đây, nhìn từ bên ngoài vào thì các bạn nhìn cái vách, cái này xây lên tận trên cái ấy nhá. Cái vật liệu này dùng những cái vật liệu có sẵn ở tại địa phương. Không cần phải gọi là quá là cao sang cầu kỳ. Dùng những vật liệu sẵn có thôi. Bằng đá cuội để xây tường, tạo điểm nhấn. Nhanh phết nhỉ. ra xem đội thợ thế nào. Chào các bác nhé. Lên vừa vừa, sợ lên cao quá tụt thật đấy. Máy bảo cho đứng, máy bảo cho đứng làm ấy. Làm điện đấy gì? Vâng. Kiểu điện xa quá. Cái này là nó... Vâng. Đấy, cái tường này thì làm gạch bê tông, xây một cái lớp đá nhỏ vào. Để nhìn ở bên ngoài vào thì nhìn rất là đẹp, vừa thêm chắc tường và vừa đẹp các bạn ạ. Đây, rất là đơn giản thôi, nó không có gì cầu kỳ phức tạp quá. Xây đá này thì các anh người Thái ta hay kè, cổ truyền ngày xưa thì các anh hay làm kè bờ tường này hay là làm nền nhà ấy, thì người ta làm như này rất là chuyên nghiệp. Đấy. Này, cái này mình cũng lấy cái ý tưởng là kè đá của bà con mà mình làm cái tường này thôi. Cái này vẫn xây, cái trụ này vẫn xây này. Đây này, bà con thì nhặt đá suối. Cái này là thải ấy, người ta lấy cát rồi người ta thải ra những cái đá này này. Thì mình mua của bà con về để mà làm thôi. Này là cái này người ta to quá ấy. Sỏi thì không thành sỏi mà đá thì không thành đá. Người ta vứt ở suối thì mình mua lại của bà con. Đây là những cây nhãn cổ của chủ nhân cũ. Những cái cây to nhất ở phía bên kia thì nó rơi vào khoảng độ năm 1972 đến thời điểm bây giờ, tầm khoảng 40 năm. Có những cây thì trồng khoảng 20 năm nhưng mà có những cây là phải tầm hơn 40 năm, 50 năm chứ. Là mình giữ nguyên nhé. Cây nào mà cần, ví dụ mà làm cái gì động vào thì mình mới chặt đi thôi, chứ còn bình thường cứ để nguyên như này, tạo cái không gian xanh. Đấy. Đây là nhà người Thái đây. Nhà sàn người Thái đây. Bên này cũng vậy này. Các ngôi nhà sàn này đều là của người Thái, người bản địa ở đây hết. Ý tưởng của mình thì là xây dựng là thành một cái cụm nhà sàn, tức là đi du khách vào đây thì có thể là thưởng thức ẩm thực và như kiểu mình lạc vào trong một cái bản nhỏ nhỏ của người Thái ở đây. Đây được xây dựng một cái này, bên này một cái, bên kia một cái, và ở ngoài đầu này một cái, nhưng mà thiết kế thật là gọn vào để không bị mất cái tầm view ra ngoài suối. Đây, những cái cọn nước, cái giã gạo của người Thái ngày xưa mình. Đây, mình lấy về tìm ở trong bản ấy. Thì người ta bỏ đi rồi. Người ta bỏ đi rồi mình ấy. Mình lấy về để tận dụng mai sau làm. Làm những cái cọn nước hoặc là những cái cối giã gạo, phục dựng lại cái nét văn hóa của ngày xưa đây. Đây là lên cái nền nhà chính như này. Nhà chính này dành để dành cho ăn uống này. Cái sàn nhà, nền nhà chính đây nhá các bạn nhé. Đây là những cái cây này lấp cát lấp đất vào rồi đấy. Cái này là cái phần trên rồi các bạn ạ. Còn chính của nó, cái gốc nó cắm xuống khoảng gần mét nữa.
sâu lắm, à to lắm, khổng lồ luôn. Đợt này máy mốc hôm nọ lấy ở cầu về, ở ngoài nhà mình không có chỗ để, phải mang vào đây để cho nó rộng rãi. Đây, những cây nhãn này, cái mùa nhãn sai nhiều quả lắm. Năm vừa rồi cho dân làng ở đây xung quanh, anh em ở đây các cháu vào đây vặt thoải mái luôn, nhiều cực kỳ. Đấy, toàn nhà sàn, à toàn gỗ. Người ta thải đi rồi thì mình mới mua về làm, nhưng mà cũng nói thật với các bạn là phải mua cái gỗ nó tốt một tí, chứ còn cái loại mọt thì không thể dùng được đâu. Gỗ nó tốt tốt tí mình bào đi đây này. Chào bác nhá. Đây, ví dụ người ta dùng nó đen xì như này rồi. Dân làng người ta dùng đen xì này, về mình bào ra như này. Xong là bào vào xong sơn thì nó sẽ ra cái màu rất là đẹp. Bây giờ là bà con cũng chuyển đổi sang nhà bê tông rất là nhiều. Ví dụ như cái nhà này, nhà bê tông này, thì ngày xưa người ta nhà gỗ thôi, xong là người ta chuyển đổi thì người ta bán những cái nhà gỗ đi, bán cái nhà gỗ đi, người ta không dùng nữa. Tại vì là cái nhà gỗ ấy, thường thường là nếu mà không lấy được gỗ tốt ấy, nó sẽ hỏng mối mọt rất là nhanh, nên là làm nhà gỗ phải mua được cái gỗ tốt. Mà cái gỗ mới bây giờ thì không khai thác gì đâu, bây giờ không lên rừng mà đi chặt phá cây rừng để mà làm nhà được đâu các bạn nhé. Cái này là toàn tận dụng cái nhà cũ, nhà cũ người ta không dùng đến thì bắt đầu là mình mới mua về để mà sàng lọc và làm thôi. Giờ mà lên rừng là kiểm lâm là phạt cho đi tù mọt gông nữa. Còn đây là những cái mái này, đây này, mái của người Thái này này. Mái bằng ván, bằng pơ mu của người Thái đấy. Đấy, toàn là bòng hóng với lại gì nhỉ? Cái ván này, ván bằng pơ mu, toàn là bòng hóng đen xì này. Về mình lợp hoàn toàn bằng cái này các bạn nhé. Đấy, lợp hoàn toàn bằng cái này để mà cho nó đúng cái chất của người Thái. Ngày xưa như nhà chú này, nhà chú bảo vệ này. Đấy, xem cho nhà mình ấy thì cũng là bằng cái ván này hết, nhưng mà bán đi hết rồi. Giờ lợp lại mỗi quả lô xi măng. Quả lô xi măng thì nó nóng, cái này thì nó rất là mát. Mát và nó bền lắm các bạn ạ. Có khi nếu mà để trên mái nhà này hàng trăm năm chả hỏng được. Đấy, cái đặc điểm của gỗ pơ mu là vậy. Đây. Cái này là cổ của người Thái, người ta mới có cái này, còn bây giờ thì cũng có nhưng mà hiếm phết rồi. Đây, ví dụ những cái mình thì hay thích những cái đồ của dân làng, đồ cổ các thứ. Mình cứ đi vào bản và biết thì thấy bà con người ta không dùng, người ta vứt đi rồi thì mình mới mua về để làm. Ví dụ đây là cái máng lợn này. Thật ra là cái này người ta ném ở ngoài vườn đấy, bằng pơ mu, bằng gỗ pơ mu các bạn nhé. Ném ở ngoài vườn, ngoài ruộng không dùng đến, hoặc là người ta chặt phá đi thì mình bảo thôi để lại cho em để mua về để làm cái này cái kia. Ví dụ mình dùng được vào cái gì thì mình dùng, tận dụng. Đấy, toàn những cái đồ gọi là đồ cũ của bà con người ta thải ra về mình làm tận dụng. Mình là làm những cái nhà sàn này là mình xây dựng cái nét văn hóa, nên là mình làm nó không bị cách tân nhá. Mình không hoàn toàn không sửa chữa, không, tức là mình chỉ làm lại cho nó sạch đẹp thôi, chứ còn không làm kiểu là cách tân, không làm xẻng, không làm lan can rồi cái gì mà nó kiểu nó lai vào ấy, mình không làm. Mình làm chuẩn nhà sàn người Thái chuẩn ngày xưa như thế này thì bây giờ mình làm đúng như vậy, bây giờ làm đúng kiểu như vậy, không làm cách tân. Đấy, khi mà mua cái nhà về thì phải mối mọt thì phải bỏ đi, những cái nào hỏng thì không dùng được. Đây này, đấy, người ta thợ người ta lọc ra cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì
phải bỏ đi. Ở đây thì ví dụ mai sau làm thì mình cũng toàn các cô chú với lại dân làng ở đây, người ta làm được cái gì thì mình sẽ thuê, tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con. Đây cột này bào xong nó sẽ như này. Đấy, bào xong nói chung là cái nào còn dùng còn tốt thì người ta bào đi, cái là nhìn nó đẹp ngay. Những cái tường này mình sẽ xây ấy hết, ốp đá vào hết cho nó đẹp. Cái này là ngày xưa cái bãi này là có rất là nhiều chủ nhà, người ta ở khoảng 2-3 chủ nhà rồi, người ta chuyển về xuôi các bạn ạ. Cái nền nhà này người ta chuyển về xuôi. Thế xong người bản địa ở đây người ta, đất người ta rộng lắm, người ta để lại giá nó không phải là như kiểu ở ngoài thành phố thị xã đâu, giá ở trong làng đó mà. Mình thích cái không gian nó kiểu nó gần suối này, rồi là cây cối nó mát mẻ thì mình mua về mình làm thôi, chứ không phải nó đắt đỏ đâu, trong ngày nó cũng bình thường đó các bạn. Đây nhìn ví dụ mai sau mà ngồi trên nhà sàn là nhìn cái là ra view suối, các cô gái bản là tắm mát ở đây luôn đấy, nhìn thích lắm. Đây ví dụ mai sau làm một cái từ đây, dựng hôm nào dựng nhà thì mình có thể quay cho các bạn xem, cái nhìn từ trong này ra, cái ở đây nhìn ra đây, cái trong kia, toàn là nhà gỗ hết. Cố gắng là không bê tông hóa, không xây dựng cái gì nó kiểu nó công nghiệp hóa vào, mình làm thuần túy của người nông đồng bào ở đây luôn. Ví dụ những khu này có thể mai sau là cho mọi người làm cái chòi, cái chiếc gì mát ra giữa những gốc cây này mà ngồi uống cà phê cà phết buổi chiều mát. Ở đây thì du lịch ở Nghĩa Lộ này thì nó cũng chưa được phát triển mạnh, mình muốn là cũng mong muốn là làm một cái gì đó để quảng bá cái nét đẹp của quê hương, nét đẹp ở bản địa này. Ví dụ mà khi mà du khách mà đến Nghĩa Lộ thì có thể mà đến một điểm này để thưởng thức ẩm thực này, hoặc là đi sang nhà kia để xem người ta làm thổ cẩm này, hoặc sang nhà bên kia thì ngắm ruộng lúa này, rồi là xem người ta làm thịt các bếp chẳng hạn thế, hay là làm đan lát thổ cẩm gì đó. Tức là mình cũng xây dựng cái ý tưởng là cũng mong muốn là kết hợp một cái vòng tròn nhỏ ở địa phương đây, để cho du khách đến đây để thứ nhất là để trải nghiệm cái ẩm thực, và thứ hai cũng muốn họ được biết được bản làng người Thái họ như thế nào, sinh sống làm việc ra làm sao, kiểu ý tưởng của mình là vậy. Ví dụ nó chiều đi chơi, chiều về thì có thể là tắm cùng mọi người ở đây, xong lên thưởng thức ẩm thực, tối thì ngồi cà phê view suối, kiểu vậy. Ý tưởng mộc mạc vậy thôi, mình cũng là người bản địa thì mình muốn lấy cái gì của bản địa ra để mà ấy thôi, mà làm thôi các bạn ạ. Nếu mà phát triển tốt thì có thể là giúp đỡ các em các cháu mà công ăn việc làm ở trên bản, thu mua những cái đồ nông sản, rau củ quả của bà con xuống đây để phục vụ ăn uống chẳng hạn thế. Có thu nhập thì có thể đi làm thiện nguyện ở trên vùng cao, ví dụ thế. Đấy là cái ý tưởng nói ra gọi là sơ cho các bạn biết thôi, còn bây giờ mới là cái bước đầu tiên để mà xây dựng cái ý tưởng ban đầu khởi nguồn để làm nhà sàn của A Tú. Thì trong lúc làm thì chưa có kinh nghiệm, thì rất là mong các bác là làm về những cái mảng homestay, mảng nhà hàng thì có thể tư vấn giúp A Tú với. Nhất là những cái thiết kế các thứ thì mình dựa trên cái mộc mạc của bản địa thôi, nên chưa có kinh nghiệm mấy. Tức là mong các bác có thể là
bác nào mà làm du lịch ở khu vực Tây Bắc này hoặc là có thể giao lưu giúp đỡ A Tú chỉ cho những cái kinh nghiệm để mà làm, rất là cảm ơn. Đấy, ở đây thì các bác thợ tiếp tục công việc thợ xây thì đang xây tường, còn thợ chủ yếu là thợ mộc đang hoàn thiện những cái cột kia, thì chắc là cũng thời gian tới, cái này là dự kiến là nó phải rơi vào khoảng sang năm chứ không phải là 1-2 tháng mà ấy được đâu các bạn ạ. Tại vì cái này nó lâu lắm, làm thợ mộc nó không như kiểu thợ xây mình là làm cái căn nhà là khoảng 1-2-3 tháng là xong đâu. Cái này họ thay cái này thay cái kia rồi, nói chung là nó nhiều công đoạn lắm. Ui các cô gái, có cô gái bản kia thật à, kia làm gì kia, mặc áo cỏm đi chơi suối à, thật nhỉ. Yeah, mình xuống đây xong là quanh quanh một chút ở bản làng này cho các bạn xem được cái nét văn hóa của người Thái ở đây các bạn nhé. Mình thấy có nhiều cô gái Thái lắm rồi, dưới kia đi tắm hay sao ấy. Đây đi xuống đường này nhé. Ui đẹp thế, tự nhiên hôm nay lại được ngắm các cô gái bản tắm suối. Ừ chào các cháu. Các cô gái này không tắm à? Ừ. Woo. xuống xem các chàng trai cô gái Thái Mường Lò này tắm suối hay là làm gì đấy. Tí nữa là nước về là đây này, bình thường nó ngập hết khu vực này này. Đấy, tí nữa xả nước. Mấy giờ nó về đây, nước về đến đây khu? Không, nhưng mà bảo là bình thường ấy, chiều ấy là mấy giờ nước nó mới to. Sắp 5 giờ quá. Đấy, cứ kiểu cái mùa hè cứ mọi người là ra tắm là kiểu đón nước thủy điện nó xả về ấy, lớn lắm. À, nước lạnh còn sâu nữa à. Ngắm các cô gái Thái ở đây thế nào. Bình thường á, các bạn nhìn các cô gái này tắm tiên á. À, không phải tắm tiên đâu, ở đây không phải tắm tiên nhé. Ở đây là, ui. Ở đây là tắm suối thôi. Nhưng mà hấp dẫn lắm, nhìn hấp dẫn lắm. Đẹp. Ui ui. Mấy người kia cười đều nhá. Hello hello. Các chàng trai cô gái. Ôi đẹp thế, chụp ảnh à các cháu. Quay video để quảng bá về du lịch à? Cuộc thi về trang phục dân tộc á? À thế nào, tao xem mấy đại ca này chụp ảnh nhá nào. Đây là các chàng trai cô gái Thái đấy các bạn này. Đây là bộ áo nhuộm chàm. Chú xin phép một tí đây nhá. Một tí đã theo rồi, tí nữa chú chụp cho mày về ăn luôn. Điểm 10 luôn. Yên tâm. Đây. Sao cứ chú nhờ tí nào phỏng vấn các cô gái Thái này tí nào. Đấy cứ đứng bình thường đấy, đứng bình thường thôi. Đứng bình thường thôi. Sao? À, lên đây một tí nào, lên đây một tí cho nước đỡ ồn. Đây, đấy, đứng đây nhá. Rồi, đứng đây. Đây này, các bạn nhìn thấy các cô gái Thái Mường Lò phải nói là cực kỳ là đẹp không? Cháu đứng trụ, cháu đứng gần vào đây một tí, đứng gần đấy. Phỏng vấn cô gái nào nào? Hả? Nào, ok, nào bắt đầu nhá. Đây là các cô gái Thái Mường Lò, các cháu ở cháu hay em nè. Cháu thôi nhỉ. Mày được em, mày anh trẻ quá, chú trẻ quá. Này bao tuổi rồi? 15 tuổi ạ. 15 tuổi đang học lớp 10 ạ. Lớp 10 à? Thế là hôm nay là mình đi mình chụp ảnh hay là quay video để làm cái gì nhỉ? Cháu tham gia
gia cuộc thi tinh hoa hội tụ của trường. À, chứng tỏ là đây là mình muốn quảng bá về nét văn hóa của người Thái đúng không? Dạ, vâng. Là về trang phục của người Thái và những đứng vào gần đây một tí cháu. Cháu không nói được. Cái mic ra đây. Nào, ra đây. Cháu. Đây. Nhanh lên, chú nhờ tí. Ôi, chú nhờ tí nhanh. Mấy kia nhanh ra đây nào. Yên không ngại đâu, Yên ơi. Ra đây. Yên tâm, video này mình đạt giải luôn. Nhanh. Cái gì? Hội tinh hoa hội tụ cái gì? Tinh hoa hội tụ ạ. Tinh hoa hội tụ. Các bản sắc dân tộc của các dân tộc, nét văn hóa với cả bản sắc dân tộc của nhiều dân tộc ạ. Thế bây giờ là cháu ví dụ như là cháu là người Thái đúng không? Chuẩn đúng không? Thì nói về đặc trưng của người Thái mình em nào? Về ví dụ về trang phục là có cái gì nổi trội nhất? Bọn cháu thì chỉ trang phục đơn giản là áo cỏ với váy Thái ạ. Đúng rồi. Còn nơi đây thì dùng khăn piêu nhưng mà rất là ít. Ừ. Và khăn múa là chính đúng không? Múa xòe, ở đây là múa xòe là nhiều ạ. Cháu có biết múa không? Cháu biết múa bình thường ạ. Gọi là biết múa xòe, đặc trưng của các cô gái Thái Mường Lò đúng không? Thế là ẩm thực thì biết món gì đặc sắc nhất nào? Giới thiệu cho, quảng bá cho tất cả mọi người ở đây. Hôm nay là rất là tình cờ nhé, mình không có sự sắp đặt. Đây không phải là diễn viên của kênh nhé. Đây là một cái tình cờ của các cháu là đi để quảng bá về, không phải quảng bá mà làm một cái vlog, video về nét văn hóa của người Thái để nộp với nhà trường. Đấy, mình không có một sự dàn dựng gì hết. Ví dụ món ăn là đặc sắc nhất là món gì nào? Cháu thấy ấn tượng nhất của người Thái mình? Cháu thấy là món ba pỉnh tôm ạ. Ba pỉnh tôm, đặc sắc nhất. Có ăn hấm được không? Hấm ạ. À, hấm vịt đấy. Đấy, đấy là đúng người Thái rồi đấy. Đến với Mường Lò thì cháu thấy ấn tượng nhất là, nếu mà để mà du khách đến với Mường Lò thì ấn tượng nhất là về cái gì? Ẩm thực hay là về điểm du lịch hay là về văn hóa múa xòe hay là cái gì? Cháu cảm thấy ấn tượng nhất là về cái mà phong cách, mà cái sự hiếu khách của người dân nơi đây ạ. À, tức là mến khách đúng không? Du khách có để trải nghiệm hòa cùng vòng xòe cùng với các cô gái bản đây đúng không? À, đấy, có thể là mùa hè thì đến đây tắm suối này, đây là điểm là rất là hot này. Mùa đông thì đến tắm suối nước nóng Bản Bon này. Đấy, thăm căng đồn lịch sử chiến tranh trước khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ, để lên thăm căng và đồn là điểm đầu tiên của Việt Nam chúng ta đánh để lấy cứ điểm này để tiến lên Điện Biên Phủ đấy. Rồi là thăm bản làng người Thái này, các cái đồng lúa chín này. Rồi là rất là nhiều nữa. Nói chung là lên Mường Lò thì nó nhiều cái đặc trưng lắm. Lên Mường Lò thì có thể các bạn dừng chân ở Mường Lò thưởng thức ẩm thực, rồi đi lên Mù Quang Chải này, rồi đi lên Trạm Tấu này, đi lên Sống Lưng Khủng Long Tà Xùa này. Đây là một cái điểm hội tụ, điểm chính để các bạn đi các cái ngã khác. Đấy, cảm ơn các cháu rất là nhiều. Bây giờ múa đây, quay đây cho chú xem nào. Xem các tài của các chàng trai cô gái Thái nào. Nào, vào đây thử xem các em này làm kiểu gì nào. Đúng rồi đấy, sắp đến giờ cơm rồi, làm nhanh con về ăn cơm. Đây chúng ta xem các cháu sẽ trổ tài cái người nét đặc trưng của người Thái sẽ như thế nào đấy nhé các bạn nhé. À, chắc là đang gọi là tắm suối đây, hình thức gọi là té nước cho nhau đây. Hất ướt hết đi. Đẹp hết đấy, cái này mà quay chậm lại những cái cảnh này rất là đẹp đấy. Đây là gọi là
biên kịch chính. Các cô gái còn rất là trẻ luôn. Làm cho cô gái xinh đi các bạn. Mình cũng rất là may mắn khi mà được sinh sống và làm việc cùng và cũng là lấy vợ của người Thái luôn. Nói chung là nét văn hóa vẫn còn được gìn giữ và đặc sắc lắm các bạn. Đây là các cô gái Thái thực thụ đấy, rất là xinh luôn các bạn. Quay váy các kiểu à? Có tắm tiên ở đấy không? Phải giới thiệu nét văn hóa tắm tiên, nhưng không phải tắm tiên, mình phải mặc váy đúng như các cụ ấy. Nó mới đẹp được. Xong là chú bảo này nhá. Chú tình cờ đến đây thôi, chú tham gia với các cháu nhá. Cháu tìm một cái bối cảnh nào mà nó ít bị bê tông hóa này này. Ví dụ như ở bên trên kia, tức là cái dòng suối nó có đá như này, xong mình quay cái hậu cảnh nó là đá. Đằng xa kia là nhà sàn. Mình đừng có quay vào cái mảng bê tông này, nó không đẹp, hiểu không? Đấy, quay chéo xuống kia lấy cái nhà sàn kia. Và hình ảnh của các chàng trai cô gái là ở bản xuống tắm với nhau. Đấy, tắm tiên hoặc là mình trêu đùa nhau. Chứ cái góc quay của các cháu này nó bị đô thị hóa rồi. Đây này, chéo bên này này. Mai ơi, mới đẹp. Đây này, quay vào cái góc này, có nhà sàn này, có đá suối này, đừng có quay vào cái mảng bê tông này, nó xấu lắm. Thôi các cháu làm nhá. Những hình ảnh rất là tuyệt vời của các cháu mới lớn thôi, nhưng mà cũng đã có những ý tưởng khá là hay. Chưa có kinh nghiệm mấy nhưng mà cũng có những cái ý tưởng khá là hay các bạn ạ. Đưa các bạn vào bản một tí các bạn ấy. Đây. Nhà văn hóa này. Xung quanh này là 100% đấy, chứ không có lẫn dân tộc khác vào đây đâu các bạn nhé. Đây, những ngôi nhà sàn phía bên này này. Đám ruộng này. Đấy, bà con người ta đắp ao đấy. Tiếng người Thái thì họ hay làm ao lắm. Đẹp chưa? Nhà sàn đấy. Gọi là mình đi vào trong bản gọi không có sự chuẩn bị gì đâu nhé các bạn nhé. Cứ đi thế này để cho các bạn xem thôi. Xem những hình ảnh thực tế của bản làng của người Thái ở đây các bạn nhé. Đây, phía bên này là những ngôi nhà sàn. Đây này, cái ý tưởng làm tường đá của mình cũng từ bà con người ta xây như này này. Đấy, xây rất là đơn giản thôi. Xin chào. Nhà sàn người Thái đấy, đẹp chưa? Đấy. Đây, phía bên dưới này các bạn nhìn hay chưa? Nếu đến mùa lúa chín cơ, các bạn nhìn những cái cảnh này nó mới là đẹp. Ngô lên thì nó kiểu có đám không thì nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng mà cái mùa lúa chín các bạn nhìn nó, cái chỗ này là cũng là một cái chỗ nó rất là đẹp. Có thể là gọi là đẹp nhất thì không biết, nhưng không biết là còn chỗ nào đẹp hơn, nhưng mà cho mình là chỗ này là một trong những cái điểm mà về cánh đồng Mường Lò nó là một cái chỗ đẹp, tại vì nó có dốc xuống. Đây, nó có dốc sâu xuống này. Bên này là những ngôi nhà sàn đấy này, sàn bê tông này, sàn gỗ của người Thái hết này. Đi sâu vào làng bản là toàn người Thái hết. Có cái món gì đây? Nước à? Đây, đi lên cao một tí cho các bạn xem, nhìn xuống mới đẹp. Nhưng mà phải mùa ấy cơ, mùa lúa chín cơ. Đây là cảnh bản làng người Thái đấy. Đấy, cánh đồng thì có con đường đi giữa, sâu xuống dưới kia. Và xung quanh những cánh đồng nó là những ngôi nhà sàn. Đây là hình ảnh đặc trưng nhất của người Thái đấy. Đó. Rất là mộc mạc, rất là hiền hòa. Khung cảnh êm đềm.
ở một thị xã nhưng mà nó vẫn giữ nguyên sơ được cái chất bản địa, nhất là cái nét văn hóa về nhà cửa, về ấy, về nhà cửa với cái tập tục văn hóa các bạn ạ. Đây là những ngôi nhà gỗ này, nhà đất bên trên này, xem nào, mình cứ đi thôi, vừa đi vừa khám phá cho các bạn xem. Đây, trên này là những cánh đồng ngô, bà con người ta đắp bờ, phát bờ ruộng đây này. Đấy, bà con người ta trồng ngô đẹp chưa, xanh mát luôn. Người Thái chịu khó lắm các bạn ạ, người Thái rất là chịu khó, làm 3 vụ luôn, lúa này làm 2 vụ rồi và tiếp tục là 1 vụ lúa vụ ngô. Đắp bờ ruộng đi à, đấy, các cụ gái Thái hiếu khách chưa? Đắp bờ làm ruộng à, xem một tí nào. Không đắp được á? Đâu xem nào, chặt đi hết rồi á? Rất là may mắn là vào đây gặp cô gái bản ở đây. Xem ngô của cô gái Thái thế nào. Kia có người đẹp à? Người đẹp áo đen ơi, sao anh vừa vào em lại đi thế? Vào đây giới thiệu ngô cho các bạn xem với. Đâu? Sao lại giống đắt á? Mà không ấy à, không thành công à? Không. Cái này ngô nếp. Em xem quả nào. Cái này ngô nếp thôi. Thế á? Ờ, viên ngô tẻ này, này chặt hết rồi. Bẻ? Bẻ đi. Bẻ được á? Xem thử. Nhưng mà nó không thành công thật à? Cái này ngô nếp thì thành công. À, ngô nếp có hột nhưng mà ngô tẻ không có. Ngô tẻ không có đâu, ngô tẻ đâu. Đây chặt hết rồi. Đây đây. Thế này ngô nếp mà chị nói nè. Ngô nếp thì nên mà. Đây là các cô à, các chị người Thái người ta trồng ngô ở đây. Sau khi trồng ngô lại bắt đầu là chuẩn bị lại loạt ruộng để làm ruộng à? Này, chán ngon chưa? Chán cái gì? Có vắt nhưng mà không có hột. Thế á? Đâu xem nào. Đi mua thì giống đắt. Giống thì giống đắt. Ừ. Thế mình phải kiến nghị lên bên đấy chứ. Lên bên lên gì nhỉ? Lên khuyến nông ấy. À, không để bao bì á? Đây, đây là video nhá, dành cho các bác khuyến nông Nghĩa Lộ xem nhá. Bà con người ta trồng 125.000 à? Đấy, cũng phải nghiên cứu đấy. Các cái giống mà mình nói chung là ở chuyên ngành thì mới... Ơ, đây đấy. Đây chả hạt à? Cái này hạt nó không nên rồi. Không nên rồi á? À, cái này là... Cái này là hỏng mà. Ừ. Nếu có hạt nó phải đầy đặn như này đúng không? Đấy, không nên mà. Thế à? Đấy, khổ chưa? Trồng bao nhiêu tháng bà con nó vất vả như nào mà đến cuối thu hoạch thì toàn cái hạt như kiểu hạt lép ấy. Nhỉ? Quá là hạt lép ấy. Chặt đi hết rồi, khu này chặt hết rồi. Chặt hết rồi. Đấy, bên này là bản làng người Thái này. Dưới chân đồi nhá, người Thái không bao giờ ở trên đỉnh núi. Người Mông thì ở trên kia. Cái đường đỏ đỏ kia là cứ đi sâu vào đấy là người Mông. Đấy, còn người Thái thì ở dưới chân thôi. Đây là đường bê tông về nhà dưới chị đây nhỉ? Đấy, đi xem quanh quanh cho các bạn biết bản làng người Thái này. Đấy rồi ạ, à, cô gái Thái ở đây sao mà nhìn thấy anh mà lại chạy ra đây thế? Đi đến đâu, đi làm gì? Thì em đi làm gì, làm ruộng à? Ô, con gái á? Ừ, con gái út. Lớn này rồi. Ôi. 28 đấy. Năm nay bao nhiêu? 25. 15. Vâng. Sao lấy chồng chưa? Chưa. Chưa. Lớp 10. Đang học lớp 10 à? Vâng. Có người yêu chưa? Chưa. Chưa. Đây là cô gái Thái này. Cái Thái này, Thái đen hay Thái trắng này? Đen à. Thái đen. Đen à? Vâng. À, Thái đen là mai sau là lấy chồng là tóc tận cầu ấy. Nha. Yeah.
Đây này, mai sau là các ví dụ mà làm múa này hay là làm ẩm thực này, các người đẹp này làm giỏi lắm các bạn ạ. Ẩm thực của người Thái thì cực kỳ giỏi luôn. Cực kỳ giỏi luôn. Đấy, như này. Nhà sàn này. Đấy, cảnh bà con đi giữa cánh đồng là có những cái đường bê tông nhỏ, xong là bà con dắt cháu đi chơi giữa đồng rồi đi làm ruộng về đấy. Những hình ảnh nó rất là mộc mạc, nó gắn liền vào bản sắc văn hóa của người Thái. Khi mà làm đồng làm ruộng này về mà có cỗ có bàn thì lại ngồi quây quần với nhau, xong bắt đầu là múa xòe đấy. Đặc trưng đấy. Mùa khô chả có một tí nước nào đâu. Mùa khô là không có nước á? Không có nước một tí nào. À. Này họ. Người ta không trồng ngô thì người ta lúc trời mưa thì ta về thì có nước kiểu này. Để à. Từ rãnh này xuống có nước không? Làm được 3 vụ không? 2 vụ, một vụ ngô lông này còn không chuẩn nữa rồi. Tức là 2 vụ lúa, 1 vụ ngô đúng không? Ừ, về nhá. Vâng. Ừ, chào cháu. Đấy, nếu mà hôm nào mà có cái gì hay hay trong bản này, mình lại vào đây quay cho các bạn tìm hiểu về cái nét văn hóa của người Thái ở Mường Lò này. Thì người Thái ở Mường Lò này thì nó là gốc nôi của người Thái ở Việt Nam. Việt Nam mình đấy. Nên là những cái bản sắc văn hóa nó rất là đặc trưng, đặc sắc. À, xin chào cháu. Ừ. Đi mẹ con đi làm về à? Cắt rau khoai. Cắt rau khoai à? À. Đấy, như đây là những cái đám ruộng người ta cày bằng trâu đây này. Cày bằng trâu lên. Chuẩn bị bừa thì bừa bằng máy. Có nhà điều kiện thì bừa bằng máy, còn bình thường cũng bừa trâu, nhưng bây giờ cũng hiếm rồi. Toàn bừa máy các bạn nhé. Đấy, cảnh đi ra đồng ra đĩa cắt khoai. Rau khoai đẹp thế, nhìn thanh bình thật. Ba đứa con hay là cháu ấy đi cùng mẹ thì cắt. Mà cái cuộc sống ở đây nhìn nó rất là yên bình các bạn ạ. Mình rất là thích những cái cuộc sống mà ở trong bản, trong làng như thế này. Cảm giác như kiểu nó gì ấy nhỉ? Như kiểu là nó yên bình, nó làm cho mình kiểu nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều ấy các bạn ạ. Ok các bạn ơi, hôm nay thì mình đã ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết là cái nhà sàn của vợ chồng A Tú ở địa điểm nào và hình thức xây dựng ra làm sao, thì mình đã bước đầu giới thiệu cho các bạn cùng biết. Khi nào mà cập nhật tiến trình, ví dụ mà dựng nhà hay là khi mà bắt đầu xong hay là khánh thành gì đó thì mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn cùng biết, để các bác mà lên du lịch Mường Lò thì có thể là ghé thăm. Còn cửa hàng A Tú thì vẫn ở ngoài kia, thì ngày nào gần như cũng có các đoàn khách du lịch đến để thăm gia đình. Mình cũng cảm giác cũng thấy ngại ngại, tại vì cửa hàng rất là nhỏ mà khách đến, những cái đoàn khách rất là đông, nên là mình mới quyết định là làm cái nhà sàn ở đây. Một là cũng khách khứa, hai là cũng để chị em người ta làm hàng ấy, làm ví dụ như thịt sấy này, hàm chẩm chéo hay làm phơi măng, phơi miếc cái này cái kia thì nó có không gian hơn để mà làm. Còn nhà mình ở ngoài kia thì rất là hẹp. Thì và cũng muốn giới thiệu, làm ở trong này cũng muốn giới thiệu về cái ẩm thực, chủ yếu là giới thiệu về các ẩm thực của người Thái để cho những vị khách ở tại địa bàn đấy hoặc là ở nơi xa có thể là ghé thăm, ủng hộ vợ chồng A Tú, ủng hộ sản phẩm của bà con ở vùng miền này. Đó. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo.